không thể đi tàu xe được, thầy sống á. Rồi cái thứ hai là em ăn nhiều lắm. Có đi đâu xa chưa? Dạ em đi, thường em đi phượt thì đi bằng xe máy. Thứ nhất là em không mặc đồ lót chị ơi. Hả? Cái gì? Hiện tại giờ có mặc không? Dạ không luôn ạ. Sexy không mặc đồ chị. Đúng rồi, ra đường không còn thèm mặc nữa, ở nhà bận chi. Không chị ơi, tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người đâu mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy. Dạ xin chào ông Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ, chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Minh Tân, mình đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tân làm gì, nghề gì Tân? Dạ em công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Nay em không còn nguyên văn nữa, em về làm phát triển trang trại ạ. Là mình làm riêng cho mình luôn á hả em? Dạ đúng rồi chị, em làm riêng cho em ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào anh bên cạnh và tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phan Thị Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại và làm việc tại Thủ Đức. Công việc của em là em kinh doanh thời trang ạ. Kinh doanh online hay là có shop, có địa chỉ? Dạ có shop ạ. Dạ. Vậy hả. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em thích giúp đỡ người lớn tuổi, thích nấu ăn, em thích ca hát ạ. Em thích đi du lịch ạ. Bạn trai? Dạ em thì ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ người khác. Rồi biết tự lập, cũng biết chiều chuộng bạn nữ ạ. Rồi nhược điểm của bạn trai là gì? Dạ em nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, nhưng mà em chỉ kể một số đặc điểm nổi trội thôi. Không thể đi tàu xe được, thầy sống á. Rồi cái thứ hai là em ăn nhiều lắm. Có đi đâu xa chưa? Dạ em đi, thường em đi phượt thì đi bằng xe máy ạ. Trời ơi, bên đây cô gái này là thích đi du lịch. Em đi du lịch bằng gì em? Dạ em đi máy bay ạ. Trời ơi, đi máy bay được không em trai? Dạ được chị. Thì có gì đâu, bên kia đi máy bay, em đi xe máy khi nào tới thì tới. Rồi còn tật xấu gì nữa em? Em thường không biết có nên nói không, đây cũng ngại quá. Để nói đại đi, nói cho bạn kia bạn hiểu. Thứ nhất là em không mặc đồ lót chị ơi. Hả? Cái gì? Hiện tại giờ có mặc không? Dạ không luôn ạ. Hồi nhỏ ba mẹ không có mua cho mặc hả hay sao? Không phải, thở mới phát triển lên thì gia đình có quan tâm chứ. Cha mẹ là cũng phải lo cho con cái gì, cái vị thành niên mà. Xong rồi em cảm thấy không được, thôi cứ bỏ hết, không có mặc được. Mai là em nam chứ em nữ là mệt đó mà. Dạ cái thứ hai nữa, em thường ngủ là sexy không mặc đồ chị. Đúng rồi, ra đường không còn thèm mặc nữa, ở nhà bận chi. Không chị ơi, tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người đâu ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy. Dạ với lại thường em có tật xấu đi, đó là em thường đi toilet đi lắm chị ơi. Dạ mỗi lần đi là dướng bạn mất công lắm, chỉ cần mình không mặc đồ ra là ngay là xử thôi. Cái gì vậy trời? Thôi dừng chỗ này được rồi đó. Dạ. Chuyển qua bạn nữ đi, cái này nguy hiểm quá. Em cảm nhận em khi em nghe anh chia sẻ cái tật xấu của ảnh thì em thấy sao? Dạ anh thật thà. Thật thà. Nhưng mà em nghe tật xấu của ảnh em có thấy sợ gì không? Dạ cũng sợ. Không em ơi, các em về anh sẽ cải thiện. Cổ thấy cái mặt cổ hơi hoang mang, còn sợ hay không thì tôi chưa biết. Mình có cái yếu điểm gì không em? Dạ yếu điểm của em là hay quên ạ, hay khóc. Ai nói những điều gì thí dụ như hơi xúc phạm chút thì em cũng là hay tổn thương, tổn thương là em khóc. Em hơi nói nhiều mà chắc do ngành nghề kinh doanh buôn bán của em ạ. Em ơi em khóc nhiều cần người dỗ không em? Anh dỗ cũng được nhưng anh nhớ bận đồ là được. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Nếu mà chính thức chỉ một mối tình, 7 năm. Quen dạ. 7 năm hay là chia tay 7 năm rồi? Dạ, quen 7 năm, chia tay 3 tháng rồi. Rồi quên tình cũ 7 năm nữa chưa? Dạ quên chị, dứt điểm rồi. Cái gì? Sao quen 7 năm mà mới 3 tháng quên sao hết trơn quên được? Trời. Dạ, ngày xưa cô ấy là học trò của chị em. Năm thứ 7 em mới phát hiện ra là mình không hợp. Bị gì... 6 năm kia là hợp hả? Dạ, cổ thì đam mê nghệ thuật, chụp ảnh là thích đi đây đi đó, đi từ lưa thích đi nào đi à. Vậy 6 năm trước họ chị ấy có bạn ấy có chụp ảnh không? Có nhưng mà gần gần em chấp nhận được. Còn người này đi tuốt rồi đi mấy ngày mới về thôi. Nếu mà gia đình vậy thì có người vợ vậy thì em không chấp nhận được. Kỳ lạ nha. Dạ. Nếu giờ em gặp người yêu ví dụ đi quay phim đi cả tháng đi, như tụi anh mỗi lần đi quay phim đi làm nghệ thuật cả tháng 2 tháng á. Dạ. Rồi sao? Thì đó là tùy công việc, thích đi là vì lý do cá nhân, đi chơi cho vui vậy thôi chứ không phải là vì công việc. Nếu vì công việc mình có thể chấp nhận được. Dạ. Rồi tình trường mình thì sao em? Dạ em trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời khi còn đi học. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng một năm nay. Lý do là anh ấy sống hướng ngoại, còn em thì em không sống hướng nội. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Dư luôn. Dạ em 1m73 chị. Ít nói, thương yêu chăm sóc người lớn tuổi giống em vậy đó. Rồi cái đó dễ rồi. Có những điều gì em không thích ở người bạn trai?
không chung thủy, lăng nhăng, ki bo, keo kiệt, nói nhiều. Em trai, em thấy được đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thấy 100% anh. Em thì không keo kiệt, cũng không bi bo, không nói nhiều, mà đụng chuyện thì nói thôi. Chăm sóc người lớn không? À, em thì dĩ nhiên nhìn người lớn là phải là thương yêu chăm sóc người già. Nhiều khi em ra đường thấy người già đi một mình, em đó ở nhà cô đâu, con chở cô về. Rồi vậy tốt rồi. Tốt. Em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Dạ, em thì cần một người bạn gái thì cá tính mạnh đó. Nếu mà ngoại hình thì chị tin càng tốt. Bởi nhưng mà cũng vì nhà không kém thành công dung công hạnh. Nói chung là cái hình mẫu phải từ chị cắt từ cửa lên em mới chịu á. Cá tính mạnh là mạnh sao, mạnh chỗ nào? Dạ mạnh cỡ như má em vậy đó. Má em sao? Dạ má em là bà Năm mà nổi tiếng là hung dữ nhất vùng. Ủa thích kiếm vợ nọ hung dữ hả? Phải dữ hơn nữa, dữ vậy chị không được em mà. Phải dữ hơn nữa. Đừng cao quá chị. Phải tròn tròn bự bự giống chị em mới chịu. Rồi. Về ôm nó mới đã. Còn gì nữa không? Có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Điều em thích phụ nữ là người ở dơ chị, ở dơ mà cái vụ bày hầy quá này hay nó cằn nhằn cạp rạp, chẳng thà nói lần một thôi em chịu nổi, chứ nói nhiều quá em đi luôn á. Để mình em ở dơ được rồi ha. Dạ em thấy vậy chứ không ở dơ đâu anh, thế nhờ mà tại vì có mình em thôi. Chứ mà có người bên ngoài hoặc là có ai đó là gần gũi tiếp xúc thì em là luôn thơm tho sạch sẽ. Rồi chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ba má chuẩn bị 2 tỷ á. Đám cưới không 2 tỷ? Không, đám cưới xong mà cho đi lập nghiệp á. À là cho 2 tỷ đi đám cưới, lấy vợ đúng không? Dạ. Mà má dữ lắm hả? Hay dữ không dữ mà chằn lắm. Má có đưa ra cái tiêu chuẩn con dâu tôi như thế nào không? Má nói thì cứ chọn giống má được rồi. Hai ngổ vậy gặp nhau có lẽ cũng vui lắm. Rồi có làm dâu không? Muốn làm muốn không không chị, em có trang trại riêng mà. Dạ. Có 2 tỷ trước thiệt phải không? Dạ có ạ. Nghe 2 tỷ mừng quá. Ô, chào con gái. Dạ em chào anh Linh ạ. Chắc hôm mai bà mối cũng được 10%. Anh mình ta ở đây á là một con người cũng rất thật thà phải không? Có những cái điều sâu kín mà cũng kể hết nữa. Bên đây thì thấy hiền lành á. Dạ. Thôi để hai người nói chuyện nha. Dạ. Chứ anh thấy bên đàn gái dễ thương rồi đó. Đàn trai nó chịu đàn gái rồi đó. Rồi hôm nay em đi chưa? Đi với ai em gái? Dạ, hôm nay em đi với lại hai em gái của em và em trai của em ạ. Em ruột luôn đó hả? Dạ, một người em ruột và người em họ em. Rồi, cho chị gặp em ruột của em rồi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em chào anh Tân ạ. Và tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Thanh Thảo, em là em gái ruột của chị Trang. Theo cái nhận xét riêng của em thì em thấy là anh Tân là một người hiền lành, điềm đạm. Tính tình thì chân thật nhưng mà hơi bị quá mức tí xíu. Em mong anh chị là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn ạ. Tân đi với ai Tân? Dạ đi với chú ruột ạ. Chú ruột hả? Dạ chú ruột. Chào Quyền Linh và Cát Tường và các bạn ở đây. Nói chung là thằng Tân là nó cũng tự lập từ nhỏ. Tới 30 mấy 40 tuổi mà chưa có vợ là nó yêu đương vất vả mà kết quả cũng như không rồi. Bây giờ thôi tới chương trình này tạo cho nó một cơ hội để cho nó bấm chuông để về có con dâu cho bà chị tôi cho nó vui thì vậy mà. Bơm vô sao cho nó mạnh để cho mà hai đứa nó bấm để cho nó kết hợp với nhau cho nó hạnh phúc vậy thôi. Dạ ba má bơm 2 tỷ chú có bơm cho miếng nào nữa không? Cái đó mình không hứa được nhưng mà điều mình thực hành thôi. Tính trước bữa không tới. Rồi cảm ơn chú. Rồi, mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh ạ. Đứng gồng quá, ngồi xuống đi. Trời, em gồng quá, em run quá, lên thì bây giờ thấy khốt quá trời. Chào phép lên trước nha. Anh thấy em xinh gái quá, đẹp gái quá. Là một cái hình mẫu nhỏ nhỏ, xinh xinh giống như má anh vậy đó. Anh chọn rồi đó. Nhưng mà không biết cái cá tính của em có mạnh hay không nữa. Anh cứ cần điều đó. Bởi vì anh lì lắm, không ai trị được hết á. Nhà má nói tiếng trước tiếng sau bà phan đồ, phan anh chụp. Không nhầm hết á. Em thì em thấy ngoại hình của anh thì dễ nhìn ạ. Anh nói chuyện thì hiền, thật thà. Em thì hôm nay em đến đây thì em có một đoạn bài hát em gửi tặng cho anh cũng như là tất cả mọi người trong đây ạ. Anh có biết không, hè về vườn hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ướt vòng trao dân. Giờ trong tim em màu hồng không phôi phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi. Em xin cảm ơn ạ. Hay quá. Hay quá, tiến tới hát đi, tới em đó. Em hát hả?
Em thì hát thì dở lắm nhưng cũng ráng bừa luôn. Bừa tới hát bài gì đó hát đi, tặng đáp lại đi. Dở đừng chơi nha. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh năm mười qua anh đẹp trai dễ thương và còn tìm sẽ chung tình. Gặp em đêm nay mày dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng nghĩ chi em ơi. Nhảy lên. Yêu anh yêu anh nhé. Nhảy người lên. Anh yêu hơi. Nhảy em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu hơi mới chỉ xa xôi. Em biết không em ơi, I love you. Quá dữ, quá dữ. Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Đang cực trở quá. Quá, quá dữ. Lúc mà giữ mấy bò ai hát bài này lắm hả? Không có anh. Em giữ hát bài khác. Dạ, đi chân bò cầm cái rơi cờ to, mà không đi ta lấy cây cọc nít bò. Bỏ lại. Hát cô Nhi với bò phải không? Dạ. Mà không bận đồ. Không rồi đứng hát. Trời ơi sao nó lèo bèo vậy trời. Ủa nó nghe nè, rồi mấy mốt lấy vợ về rồi có bận đồ không? Lấy vợ về chắc phải mặc chứ chị. Có không? Tối ngủ chắc phải khép nép tí xíu. Thôi vô chuyện tình cảm đi, bây giờ em thuyết phục cô gái đi. Hỏi cô gái giờ mình hẹn hò đầu tiên ở đâu, như thế nào đó. Anh thấy em có dây rụt rè. Em kinh doanh nấu nhiều nữa. Anh thích phụ nữ nấu nhiều mà nói chuẩn, nói làm sao thuyết phục được người khác. Rồi em cảm nhận gì anh? Anh thật thà. Có cần đứng lên xem kỹ đi. Không body anh là em thấy là được rồi đó, ổn rồi đó. Dạ. Em cứ coi đi, anh men lì, anh tham đi, men lì mà. Nói thật sự em cần một phụ nữ cá tính mạnh. Em thấy cô này có cá tính mạnh không? Dạ, cái nghề tay trái của em là cho dai nữa mà. Nên em phải cần con cọp. Mạnh mẽ lên, em thử mạnh mẽ cho anh xem đi. Người ta mắc cỡ thôi chứ ta dân kinh doanh mà. Thôi em đứng lên thì cảm nhận đi, đứng lên để cảm nhận sao? Cảm nhận sao? Sao nghe lạnh ngắt chị được rồi. Dạ. Thì để nút bấm sẽ là quyết định của em. Bây giờ tới như thế này à. Anh thấy anh với em không học cả. Nó lớn hay nó nhỏ? Dạ. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Dạ, em cái câu bùa của em anh. Em rót bùa trong cổ á. Nói gì vậy em, nói nhỏ chị nghe coi. Đừng có bị dụ nha, nói gì vậy? Anh nói em là nên cho cơ hội. Không dám nói lớn cho bà con người ta nghe nữa. Trời năn nỉ. Ôi sao đụng hoài nó cũng thấy anh. Kiếm đi. Bên kia. Trời. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta, gia đình, bạn bè, người thân. Hãy quyết định thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Và sao cả hai đều không bấm? Dạ như em đã trao đổi, em cần một người cá tính rất mạnh, rất là nhạy bén. Em thấy bạn nữ cũng hơi lục rè. Còn bạn gái? Em thì em nghĩ là giữa em và anh Tân có nhiều điều không có phù hợp với nhau. Nãy em nói nhỏ nhỏ cổ gì vậy? Giờ bật mí luôn đi, nói nhỏ gì vậy? Em nói là có thể trên đây mình bấm vô ra ngoài mình sẽ có cơ hội tìm hiểu tiếp. Tào lao. Ở trên đây là cơ hội, ở cái ghế đó, cái ghế rất là thiêng liêng. Ai bấm nút trên đó là người ta cơ hội tiến tới hôn nhân rất là cao. Từ cái ghế này mà không có bấm là bấm. Coi như không có duyên đó em. Dạ. Nha. Là mất cái duyên rồi đó. Dạ. Chứ không có ra ngoài gặp nhau gì nữa đâu. Ra ngoài tôi sẽ có một cái duyên khác. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Chuẩn của với so với cái chuẩn của anh Nhạc, cũng muốn nhắn nhủ với bạn gái này thì ảnh thì chỗ Nhạc này nó rất là hiền, siêu nhút nhát, chỉ có được cái là làm xuyên. Nếu như mà sau này có hẹn hò được thì cũng mong Ngọc Quyên bên này thì có gì chắc nhường nhịn nó xíu, chứ nó hiền quá là nhiều ăn hiếp nó tội nghiệp. Cảm ơn chương trình. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin kính chào quý vị khán giả ở khán phòng. Xin kính chào ở bạn nữ ở bên kia.
Dạ. Rồi, em tên là Nguyễn Hòa Nhạc, em đến từ Bình Định. Nguyễn gì? Nguyễn Hòa Nhạc. Nguyễn Hòa Nhạc. Dạ. Chà, tên đẹp quá ta. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi Nhạc? Dạ, em năm nay 32 tuổi. 32. Dạ. Hòa Nhạc làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng. Dạ. Em ở Bình Định vô đây dạ. bao nhiêu năm rồi? Dạ, em được 10 năm rồi. 10 năm. Dạ. Hiện nay ở đâu? Dạ, em ở Tân Phú ạ. Tân Phú. Dạ. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào quý vị khán giả và em chào bạn nam bên cạnh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Ngọc Nguyên. Em năm nay 30 tuổi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại em đang là giáo viên ạ. Giáo viên mình dạy gì em? Dạ, em dạy trường chuyên biệt, đó là trường dành cho trẻ khuyết tật đó chị. Em dạy quận nào vậy em? Dạ, em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu anh. Tức là dạy ở Vũng Tàu luôn hả Quyên hả? Dạ, Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Công việc của em thì hơi đặc thù, hơi cực ha. Dạ, phải chịu khó đúng không? Dạ, lần đầu tiên khi mà em đi làm á chị, cái tuần đầu tiên khi mà tiếp xúc với các em cảm thấy rất là bị sốc. Khi mình dạy trên bảng thì các em ở dưới các em có thể thay đồ nè, rồi đi vệ sinh trong lớp hoặc là đánh nhau rất là nhiều. Em là đang chuyên dạy về cái nào? Dạ, em dạy cả hai khối luôn chị. Dạ. Nhưng mà sau một thời gian thì mình cảm thấy rất là thông cảm với hoàn cảnh các em, bởi vì các em rất là đáng thương. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng. Nên khi mà đi dạy á, em rất là hợp với các bé. Còn với lại em cũng thích dọn dẹp nhà cửa. Còn điểm yếu thì chắc cũng nhiều lắm chị. Em thiếu đám đông, em rất là nhút nhát và em hay mắc bệnh là nói nhanh lắm. Nên nhiều khi không suy nghĩ kịp. Với lại em cũng thích nấu ăn nhưng mà cũng vụng lắm, không được khéo tay lắm ạ. Thế bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Hòa Nhạc? Dạ, nhược điểm của em là ít nói, là nhút nhát, hay sợ dưới đám đông. Điểm mạnh của em thì siêng năng cần cù trong công việc, chơi thể thao và âm nhạc, không hút thuốc. Gặp em là biết âm nhạc rồi ha. Dạ. Thôi giờ em hát bài đi cho nó thấy Hòa Nhạc đi. Biểu tặng một tiết mục âm nhạc đi em. Hôm nay thì em cũng xin hát một bài tặng Đường Linh, chị Cát Tường và khán giả xin chương trình. Tiếng hát của Hòa Nhạc bắt đầu. Bài hát mang tên là Lại Nhớ Người Yêu. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng, gom những đông đầy thương lòng mặc. Thế đó. Hết rồi đó hả? Bây giờ mình cho biết cái đường tình của em như thế nào rồi Hòa Nhạc. Em thì em trải qua hai mối tình. Mối tình hồi em đi học ở Đà Nẵng, sau đó thì em chia tay vì bạn gái về quê ở Nghệ An nên là không thể nào xa quá đúng xa không quá. Dạ. Rồi mối tình thứ còn hai, mối tình thứ hai cách đây năm rồi. Người bạn gái của em thì trẻ hơn em 8 tuổi, cái tính khí nó trẻ quá nên là hai đứa không có hợp nhau lắm. Như vậy đây hai mối tình rồi. Quyên trải qua mấy mối tình rồi Quyên? Dạ em cũng trải qua hai mối tình chị. Một mối tình từ thời sinh viên và mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Mối tình thứ hai cũng bởi vì khoảng cách xa quá. Dạ nên cũng không đến được ạ. Anh ở đâu? Dạ ở Nghệ An ạ chị. Ồ, hai người nào cũng quen người yêu xa ha. Quen bao lâu rồi chia tay? Dạ mối tình thứ hai thì là một năm ạ. Dạ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người đó là biết quan tâm cho gia đình. Quan trọng là bạn đó là phải có ý chí trong công việc. Về ngoại hình? Dạ về ngoại hình bình thường cũng được chị, tại vì bây giờ cũng ố quá rồi không hút khí được. Em thì mẫu tìm bạn gái của em thì chăm lo gia đình, chung thủy, dù mình làm bất cứ công việc gì mình cũng cần cụ siêng năng là được. Anh thấy cô gái bên kia là đáng trân trọng lắm. Cụ làm cái công việc cũng không phải ai cũng làm được. Anh tin chắc rằng cô gái bên kia rất là cần mẫn, kiên trì, hòa đồng và nó chăm sóc rất là chu đáo. Anh chưa gặp nhưng mà anh đoán như thế đó. Chào Hòa Nhạc ha. Chào chị. Mình có dự định cái con được kết hôn của mình là khoảng bao lâu nữa không? Dạ từ đến cuối năm hoặc là năm vậy. Mình đã chuẩn bị chưa mà gấp vậy? Dạ chuẩn bị rồi chị. Chuẩn bị hết rồi. Có làm dâu hay là sẽ sống không riêng hay là như thế nào? Cuộc sống hiện đại rồi chị, nên là cưới nhau về thì mình thay phiên mình chăm lo bên nội bên ngoại thì không cần gì là làm dâu. Cái mẫu người lý tưởng của em có đặt hình mẫu như thế nào không?
Hình mẫu của em thì 1m50 đến 1m60. Rồi. Rồi, cân nặng thì bình thường đó, không có xăm hình. Không có xăm hình. Dạ. Xăm chi đủ dữ vậy trời. Thiệt tình luôn. Giấu bớt luôn đi. Qua thăm đàn gái coi sao. Như trước khi qua anh hỏi em này. Dạ. Cái nghề của em là nhân viên văn phòng đúng không? Dạ. Vậy thì mình có thể chuyển đâu cũng được đúng không? Dạ. Nếu như cô gái kia mà hợp với mình, mình dạ, chuyển ra làm văn phòng ngoài Bà Rịa chúng ta cũng được. Ok anh. Ok luôn đúng dạ, không? Được. Chào em gái. Thôi, dễ thương quá. Phải nói là khi mà anh nghe em làm cái công việc đó đó, thật sự là anh rất là trân trọng người như thế. Phải nói là hôm nay nếu mà hai bạn đồng ý với nhau thì anh nghĩ rằng là anh bên đây cũng rất là hiền, rất là dễ thương. Vấn đề hai người chăm chỉ thì sẽ thành công trong tất cả mọi công việc ha. Rồi anh thấy ưng bụng bên đàn gái lắm rồi em trai. Ưng rồi ha. Rồi thấy được rồi đó. Không biết hai họ góp ý sao thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại một tập đoàn luôn anh. Một tập đoàn luôn, Vũng Tàu luôn dạ, hả em? Dạ không, Vũng Tàu là chỉ có anh trai với lại chị dâu em. Còn ở đây là các dì với em họ em à. Bạn thân em cũng từ Vũng Tàu lên. À dạ, dạ. Rồi dạ. Dạ mời dì. Dạ xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Dạ xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào bạn trai ở trên đó. Dạ, cháu Quyền nhà tôi thì chỉ tội cái là cháu hơi nhút nhát. Có thể là cháu nhút nhát cho nên là về cái phần lỡ cơ hội nhiều trong cái ví dụ như cuộc sống hoặc là trong cái cơ hội tình cảm. Nãy giờ ngồi dưới đây gì cũng thấy bạn trai bên này là cũng đứng đắn, chững chạc. Trong hai bạn là cho nhau một cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu thêm về nhau. Hy vọng là cái cuộc hẹn hò này sẽ có một kết quả tốt đẹp. Các bạn sẽ là một nửa của nhau. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Dạ chào chương trình, em chào chị anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ. Em là Trường, em là bạn thân chí cốt của Nhạc từ hồi cấp 2 đến giờ. Nói về Nhạc thì em chơi mười mấy năm rồi. Cái gì thì hai thằng cũng chia sẻ với nhau và cái gì thì cũng học tập qua lại được. Nhưng có một cái điểm nó không học tập được, đó là em có gia đình, có vợ, sinh con thì nó thì riêng cái đó thì nó không học được của em. Đúng như vậy, hôm nay nó mới nhờ anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường là hy vọng rằng là chương trình sẽ tác hợp cho chỗ Nhạc đó có được một gia đình hạnh phúc. Nãy giờ em ngồi dưới em thấy cái cô kia đúng với ý của Hòa Nhạc không? Dạ theo em á, Ngọc Quyên ở bên này thì chuẩn của, với so với cái chuẩn của anh Nhạc. Cũng muốn nhắn nhủ với bạn gái này thì ảnh thì chỗ Nhạc này nó rất là hiền, siêu nhút nhát, chỉ có được cái là làm xuyên. Nếu như mà sau này có hẹn hò được thì cũng mong Ngọc Quyên bên này thì có gì chắc nhường nhịn nó một xíu, chứ nó hiền quá là nhiều ăn hiếp nó tội nghiệp. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn Trường nhiều. Rồi bây giờ hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nha. Mở rào. Mẹ, em chào anh ạ. Lần đầu tiên không có gì, tại em bó hoa làm kinh nghiệm. Dạ, cảm ơn ạ. Hy vọng là bó hoa này thì em sẽ tinh tươi, xinh tươi nhưng mà như bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Dạ em tặng anh chậu sen đá với ý nghĩa dạ, là sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống với anh cũng như là sẽ có một tình yêu lâu dài bền vững. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ em thì theo tính chất công việc của em là trong giao tiếp với lại các bé khiếm thính, các bé không nghe và nói được thì mình sẽ ra ký hiệu ngôn ngữ bằng tay. Vậy thì hôm nay em sẽ cũng muốn giấu một đoạn trong bài Giấu Mưa của ca sĩ Trung Quân Idol. Rồi rất là dễ thương, rất đặc biệt ha. Hai rồi, bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với các bạn. Hiện tại là anh làm ở đây ạ. Vậy anh có hay đi xuống Vũng Tàu chơi không ạ? Anh xuống Vũng Tàu chơi thì đi với ví dụ như công ty có đi du lịch thì anh đi, chứ còn thực tế là anh không không xách xe đi đi Vũng Tàu một mình và cũng không có ai đi hết. Thì nếu mà có dịp anh xuống Vũng Tàu chơi thì em có thể làm hướng dẫn viên cho anh. Có nhiều địa điểm rất là hay ạ. Thì em cảm nhận về anh, cuộc nói chuyện của anh như thế nào? Dạ em thấy anh là một người hiền lành, chính chắn, chững chạc, chắc là một người mẫu người của gia đình ạ. Cũng giống như mẫu người em đang tìm kiếm. Chúng ta hãy cảm giác một lần nữa coi con tim mình có rung động hay không. Hai bạn tiến đến nắm tay với nhau, nhìn vào mắt nhau khoảng 30 giây và sau đó chúng ta sẽ quyết định xem hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không.
nắm tay thật chặt nào, nhìn về nhau để xem mắt có trong mắt hay không. Em có tin là em nói không? Dạ tin. Tay em hơi lạnh. Hơi lạnh. Anh nói gì? Thì anh đã nói hết những gì anh nói. Ủa nói chuyện riêng hả? Họ nói chuyện riêng. Vậy là có chuyện riêng rồi đó. Được rồi, về vị trí đi hai bạn. Dạ. Được. Rồi, bây giờ mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Ba tiếng đếm nha. Chúng ta sẽ quyết định nha. Quyền quyết định là của các bạn. Đúng không rồi. Ai có thể thay đổi được cái quyết định của các bạn. Nếu thật sự ta rung động thì ta bấm, mà không rung động là không bấm. Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Bấm đi. Ba. Bấm. Hết thời gian. Trời ơi. Ở dưới leo họ rất là dữ dội, chứng tỏ là hai bạn rất là xứng đôi. Hôm nay á là bạn gặp cô gái rất là dễ thương đó nha. Thôi hôn nhau cái đi. Rồi, nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Dạ, xin gì? Cũng như là xin ba má Quyên cho anh hôn mình một hôn. Rồi. Nhớ về thăm Quyên nha, thăm mấy cháu nhỏ nữa. Trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa, má bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Rồi mời bạn giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào Kỳ Cát Tường và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1982, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là kỹ sư điện, nhưng mà hiện tại thì em đang kinh doanh về bất động sản. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, em 28 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Mình đang làm công việc gì em? Em làm thư ký cho công ty thuốc bảo vệ thực vật. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay quên chị, cũng hay nóng tính, hay giận lắm. Nhưng mà em giận mà em cũng mau quên chị. Bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Em thì hiền, ít nói. Việc nhà thì em có thể làm được tất cả công việc trong nhà, từ dọn dẹp tới điện nước, xây dựng, rồi sắt thép, em có thể làm được toàn bộ. Vậy giỏi rồi, có khuyết điểm gì không? Em thì không có lãng mạn, với lại em không có ăn uống ở bên ngoài. Lý do là từ nhỏ thì em ăn uống ở trong nhà riết là nó thành một cái thói quen. Cái này không phải là em kỹ tính nhưng mà nó thành cái thói quen. Không gì cũng tốt chứ. Dạ. Ăn uống nhà vệ sinh an toàn thực phẩm nó đảm bảo. Rồi đi làm là đem cơm bới cơm theo ăn luôn hả em hay sao? Dạ khi em làm ở công ty thì em có đem cơm theo chị. Đi đám tiệc rồi đi chơi du lịch cũng sách cơm theo luôn. Khách sao thì mình phải vậy chị. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình đi ha. Bạn trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa, má bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Có cảm giác với anh nào không? Dạ không chị ơi, tại vì nó cũng có nguyên nhân anh. Lúc em còn đi học á thì thầy cô thì cứ kêu là cố gắng học đi con, hữu xạ tự nhiên hương. Rồi tới khi mà em đi làm á thì cái môi trường của em á là em là làm điện công nghiệp, thành ra là ít có con gái. Được. Rồi thứ hai là cái bản tính của em á là em lại làm xong công việc hoặc giải quyết xong công việc là em chạy thẳng về nhà. Rồi. Em không có la cà ở ngoài đường. Rồi tôi hỏi bạn câu này nha, bạn có coi phim tình cảm không? Dạ có anh. Có khi nào bạn thấy trên phim hung chưa? Dạ có anh. Lúc đó thì bạn cảm giác người nó sao? Dạ mình cũng có cái cảm giác tim mình đập nhanh anh. Mắt mở to ra để mình quan sát. Trời ơi là trời. Đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Nghe chia sẻ của bạn trai bên đó thì em có cảm nhận như thế nào? Suy nghĩ gì không? Em thấy cũng lạ lạ, tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi, chững chạc, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm lo gia đình chị. Nghe nãy giờ thì có vẻ là được những cái tiêu chuẩn của em thì được. Nhưng mà giả tỷ mình lấy nhau về nhưng mà ảnh chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hết, thì ảnh không biết làm gì hết, thì em có ngại không? Không, cái đó để em chỉ ảnh. Thôi vậy được. Em có điều gì không thích ở người bạn trai không? Hói đầu.
rồi gia chủ, rồi nhậu nhẹt bê tha chị. Em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi, là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó. Chúc nha, cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời, em gái xinh quá, anh đến hiền lắm. Nhưng nãy giờ nghe nói có vẻ anh không thích gái luôn á. Hy vọng rằng mở màn lên anh thích em thì thế là tụi anh vui rồi. Giờ hồi hộp không? Hồi hộp, chờ đợi. Anh không thấy anh hồi hộp gì chứ. Anh bị đâu? Nãy giờ anh ngồi anh im ru à. Dạ. Không mà em dễ thương đó, anh tính rằng anh sẽ nhìn em, anh sẽ có bản lĩnh đàn ông hơn. Không, tôi nghi ngờ ông này quá à. Tôi lo quá. Dạ, chào chị. Ừ, đó. Đó giờ em có thấy người phụ nữ nào xinh đẹp chưa? Dạ có chị. Ai? Dạ trước mặt em. Được. Được. Cũng lanh lẹ mà, cũng đâu có hiền gì đâu. Sức khỏe anh trong người, tim gan phèo phổi tốt hết không? Dạ em đều tốt quá chị. Có thể hít đất được vài cái không? Dạ được chục cái chị. Làm thử đi. Dạ. Không phải làm khó anh đâu, ai biểu có cảm xúc. Chất lượng. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được. Ngon lành. Ngon lành. Kỳ sao? Lạ thế vậy mà không có cô nào cua anh hết trơn người ta. À, có cô gái nào cua anh không? Dạ nhiều lắm anh. Nhiều hả? Không có cảm xúc luôn hả? Ở sớm em thì nhắn tin vô điện thoại em. Ừ. Nhắn sao? Anh có thể làm bạn làm quen với em được không? Rồi trả lời sao? Dạ em vui lắm anh. Nhưng mà kèm theo cái câu cuối cùng của cổ là nếu mà anh mà không có trả lời đó là em tối nay em ném đá vô nhà anh. Hả? Cuối cùng anh có trả lời không? Con này cá tính quá nên em cũng sợ. Mình không biết kiểm tra anh cái gì. Nãy giờ kiểm tra hết rồi, nói chung là an toàn. Anh không có bị cái gì mà tại sao lại vậy? Mẫu người lý tưởng của anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái là phụ nữ truyền thống chút chị. Cao trên 1m6, dễ thương một chút. Rồi dáng thì gầy, gầy một chút này. Có mẫu người lý tưởng có do hình tượng giống ai không? Dạ mẹ em thì là hình tượng của em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, mình cũng không biết chê chỗ nào, tại chỗ nào cũng được hết trơn. Thiệt, á. Hôm nay được quá đi chứ. Bởi vì tôi mới không biết là tim gan phèo phổi có bộ phận nào lục phủ ngũ tạng mà nó không ổn định, ảnh hưởng đến cái vấn đề cái xúc giác của cái dây thần kinh gọi là. Trời ơi, làm dữ vậy trời. Thì tôi lo lắng quá. Bảo đảm rồi đó. Nào giờ có nắm tay bạn gái nào chưa? Có bạn gái thì chủ động nắm tay em thì có. Rồi lúc bạn gái nắm tay mình trong người mình cảm thấy sao? Cũng hồi hộp lắm chị, cũng vui. Mạnh mẽ lên nha. Không, nhiều khi chắc anh nhát thôi. Nha. Dạ. Rồi thôi chuẩn me rồi đó, yên tâm đi được rồi. Yên tâm sao được, mặt bả nào hoang mang muốn chết luôn mà kêu yên tâm trời. Không có dính vô một cái điểm nào của em chê hết. Đó là bên ngoài, bên trong chị không biết. Thôi bây giờ mình gặp người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn, nhà anh trai em. Anh ruột hả em? Trai hả? Dạ anh họ. Anh họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn Nam có thể cho mình hỏi vài câu ha? Dạ. Sở thích của bạn là gì bạn trai? Tại vì cái khoảng thời gian mà mình đi làm rồi mình về nhà rồi những cái khác, ví dụ như những thời gian khác với mình chơi game hay là xem phim, rồi khi về nhà mình làm cái gì? Em thì ở nhà em nuôi chó, mèo, cá, rồi em chăm sóc con hoa lan. Rảnh thì em sẽ tập thể thao. Bạn chơi được nhiều môn thể thao không? Em chơi được cũng nhiều anh. Chơi em có học võ, bơi lội, bóng chuyền. Có chơi banh đũa không? Dạ không anh. 36 tuổi rồi ha, nhưng mà bạn chưa có một cái mối tình nào hết. Không biết là bạn chờ đợi cái mẫu người con gái, không biết bạn có lý tưởng quá cái người con gái mà mình sẽ quen hay không. Tại vì cái này cũng môi trường, em cũng chưa có tiếp xúc được nhiều cô gái. Với lại khi em tiếp xúc thì những cô gái nó tính cách quá mạnh mẽ. Ví dụ như đòi chọi đá vô nhà em thì em sợ rồi. Rồi ha, về nhận xét cái bạn này thì bạn này mà rõ ràng là trẻ hơn so với cái độ tuổi rất là nhiều ha, rất là hiền. Thấy là bạn cũng có nhiều cái ưu điểm hơn ha, xong mà cũng thấy bạn sẽ hơi kỹ tính đó ha, có thể là sẽ hơi khó một chút ha. Sau một hồi anh chất vấn, anh đưa ra một cái kết luận chính xác. Bạn trai, dạ, em có đi với ai không? Em đi ba thế hệ luôn chị ơi. Có mẹ với chị với cháu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi thì mẹ của cháu Hoài Vũ. Cháu ở với tôi từ bé tới giờ, không có ở bên cạnh cha. Tôi thì cũng nghiêm khắc. Bạn bè của tôi thì cũng dẫn con tới. Nhưng mà cháu nó chưa có hợp ý.
Mà anh khó lắm hả cô? Cháu nó thích cái mẫu người phụ nữ là truyền thống. Còn dạ, các cô thì có xăm mình á, dạ, với lại nhuộm tóc đồ nhiều màu đó, hai ba màu đó. Theo cảm nhận cô thì cô bên kia có hợp cô nhận xét cô bạn gái bên tôi này nhận nhỉ? Xét thì cô gái này cũng rất là dễ thương, dạ, nhưng chỉ mong là hai đứa có hợp tính hợp ý với nhau không, do hai đứa quyết định. Dạ, dạ. Vậy chứ là tôi... ăn thua ảnh thôi chứ cô không có đặt cái áp, dạ, lực không cho ảnh hết. Không có áp lực gì hết. Dạ, dạ. Con gái tới nhà ở căn ngày theo chọc ghẹo nó cũng nói ăn gì nó hiền lắm. Trời mà ghẹo nó quá nó sợ, đừng ghẹo nó thì nó ít sợ, ghẹo nó quá nó sợ nó trốn lên lầu luôn. Trời ơi. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ quan trọng là mở màn lên xem hai bên có cảm xúc gì với nhau hay không. Kéo màn. Cố lên, nắm bắt cơ hội của mình nha. Xin mời. Chưa khoan. Thấy anh sao? Tướng cao ráo ha. Hồi hộp không em? Dạ hồi hộp. Hồi hộp được rồi đó. Có hồi hộp được, em tưởng tượng cô gái bên kia như thế nào. Ông đã thiếu nam tính rồi mà anh còn làm giống như là dễ thương. Dễ thương hả? Dạ đẹp. Đẹp thiệt mà, dễ thương thiệt mà. Nào. Dạ. Anh có muốn quà thử? Nếu em với anh mà có duyên nợ nhau, anh sẽ chính tay anh sẽ chế tác cơ thành mặt dây chuyền để tặng em. Dạ cảm ơn. Tức cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ đây là một viên đá quý. À bây giờ tặng cái viên đá thôi. Dạ. Còn thành nhé với nhau thì mới làm tặng sợi dây chuyền. Dạ. Em nhận xét về anh như thế nào? Anh có đủ những cái tiêu chí như em đặt ra hay không? Em thấy anh rất là trẻ. Trẻ so với tuổi. Anh thấy anh cũng hiền. Thì tình yêu á thì phải hai người cùng bước, cùng nắm tay nhau đi qua bão giông, cùng thương nhau những ngày sóng gió, cùng ở cạnh nhau khi bất đồng gõ cửa và không rời nhau đến cuối con đường. Trời ơi dữ chứ bộ. Cũng nghiên cứu về tình yêu giống với bộ, đừng giỡn à. Em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh có nghĩ là nếu mà gặp những cái khó khăn á thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Chuyện khó khăn thì anh sẽ giải quyết nó từ từ. Tất cả những công việc đều có cái hướng để mà giải quyết hết. Thì mình sẽ hôm nay mình không làm được thì ngày mai mình sẽ làm. Mà nếu mà mình có một người bạn thì mình có thể mình chia sẻ với họ, sẽ giảm bớt được cái áp lực của công việc. Em nghĩ là anh có một cái quan niệm về tình yêu rất là vững, nhưng mà tại sao mà anh không tìm được một người mình nghĩ? Có lẽ là cái tính cách của anh không giống như người khác. Anh thì anh giải quyết xong công việc là anh chạy thẳng về nhà. Anh không có giao du với lại bạn bè, hoặc là ra quán cà phê, hoặc là ăn nhậu chẳng hạn. Anh không có những cái chuyện đó. Thành ra là anh ít có tiếp xúc với lại đối tượng. Em thì thích bạn bè cuối tuần đó, là họp mặt lại rồi cà phê rồi đó. Thì anh có sẵn sàng thay đổi không? Anh cũng có thể anh thay đổi. Rồi ok, cảm ơn anh. Em thích cái cuộc sống mà nó sôi động không? Hay là em thích cái cuộc sống mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng? Em thích cuộc sống êm ả hơn anh. Em thích. Nếu mà giữa chọn giữa gia đình với lại sự nghiệp và công việc thì em sẽ chọn cái nào? Em sẽ chọn về gia đình hơn. Ví dụ như em có mâu thuẫn với lại gia đình của nhà trai, bạn trai của em, mà cái lý do đó thì em đúng, vậy thì em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cái đó thì em sẽ nói chuyện với anh để trao đổi với anh, và để cho khi nào mà có cơ hội để anh giải thích với gia đình. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Dạ được. Thỏa mãn chưa em? Dạ thỏa mãn rồi. Em cảm giác người con gái đối diện như thế nào? Cô ấy cười rất dễ thương anh. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Trời. Mở miệng câu nào ra cũng toàn thơ với văn không à. Hồi nãy giờ hoàn toàn mà nghe lời nói với những hành động từ đó giờ nó đi ngược với những gì em nói ra hết trơn luôn á. Không nhận nó nha, ước mấy chục năm nữa. Nay á là đọc không à, để sẵn rồi một bụng rồi. À. Đúng đối tượng rồi bắt đầu mới tuôn ra. Không biết làm thơ không? Thơ tình không? Dạ không anh. Biết hát không? Dạ không anh. Chứ mấy câu hồi nãy là ở đâu ra? Em đọc trên mạng đi. Có câu nào hay hơn, tình cảm hơn, ước ác hơn, ngôn tình hơn không? Cái câu này của anh. Anh thì không phải là người lãng mạn. Anh cũng không có đem tới cho em hoa hồng với kẹo ngọt. Mà anh cũng không có những mỹ từ làm cho em say đắm. Nhưng anh tin rằng anh là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Câu này của em đúng không? Dạ. Em nghĩ là đủ rồi đó anh Linh. Hoài Vũ để tay vào nút bấm đi nào. Chuẩn bị.
1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Wow. Thế là được rồi. Đây. Cái hộp của bạn. Thôi, chúc hai bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình và hy vọng rằng cô sẽ báo tin chúng tôi thật sớm. Nhà trai. Mời đi em trai. Yeah. Xin mời em nhà mời. Gái. Thưa chị. Rồi, mời nhà gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh. Thưa em. Và chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào bạn gái bên hàng rào, lại chào quý diễn giả. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Tấn Hoàng, em năm nay 38 tuổi. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em quê quán ở Hữu Đức. Em làm công việc là kinh doanh bất động sản. Hữu Đức em ở với ai? Em ở với ba mẹ em. Ba mẹ với ai nữa? Với lại đứa con của em 7 tuổi. Em đã từng có gia đình và ly dị cách đây 3 năm rồi. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào em. Và chào bạn trai bên kia. Chào quý vị khán giả. Em tên là Hồ Thị Diễm Trinh. Năm nay em 37 tuổi. Em sống ở quận 12. 12. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán công ty dược. Là mình làm việc ở quận 12 luôn. Em làm ở Tân Bình chị. Bạn Trinh 37 tuổi, sống ở quận 12 nhưng mà làm việc ở Tân Bình. Hiện nay thì em trai là ở với ba mẹ, dạ. Nhà với có con nữa. Dạ. Con trai. Nhà em trai 7 tuổi. Rồi có anh chị em gì không? Dạ có hai em trai. Một anh trai, một hai em trai chứ anh. Hai em trai. Dạ, rồi. Là em lên cung. Thông cảm. Có hai em trai, nhớ tôi có anh nữa. Hai em trai có đi là làm gì, có làm chung với em không? Dạ hồi xưa lúc làm bếp chung, giờ hết làm chung rồi. Ủa sao làm bếp nữa? Cách đây cũng năm 2015 cũng có bên Dubai nấu ăn bên. Em đi nấu ăn bên Dubai tức là có nghề tôi làm bếp nữa. Dạ dạ. Bây giờ nghỉ làm bếp chuyển qua bất động sản. Dạ dạ. Nhiều nghề quá ha. Dạ. Đường tình duyên sao mà giờ có gia đình rồi có con rồi phải chia tay là sao, kể cho sơ sơ cho nhà gái biết coi. Chung là năm 2011 năm đó em về nước là em quen vợ em, là quen được tới 2.5 năm là em kết hôn. Kết hôn. Dạ. Mấy năm thì chia tay? Em kết hôn được 6 năm. 6 năm? Dạ. Là có con trai 7 tuổi đó. Dạ. Rồi sao chia tay? Vậy gì? Nói chung là mâu thuẫn nhiều việc. Trong đó em có lỗi gì? Em tánh em cũng hơi nóng. Hơi dạ. Nóng. Hai người nói chung là cũng có cái tôi của mỗi người. Không ai nhường ai dạ, hết. Không ai nhường ai hết. Dạ. Ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em là nấu ăn biết ngon nè, biết nấu ăn nè. Dạ. Vui vẻ hợp bác với lại hay giúp đỡ việc nhà cho vợ. Bán bất động sản nhanh nữa nè. Dạ. Bán bất động sản là nói là nhanh lắm á. Dạ dạ. Rồi em cũng mới vô nghề được năm nay. Dạ. Khuyết điểm của em thì ít nói với lại tính nhiều mà làm được nhiều. Nói chung là dự tính mình nhiều lắm mà không làm được nhiều anh. Cái này thật nè. Dạ. Tính nhiều mà làm được nhiều đúng không? Dạ, ta nói là người tính bằng trời tính vậy. Mời nhà gái. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Em ưu điểm của em là năng động. Nói chung là em thích ứng với mọi cuộc sống, với mọi vấn đề trên cái cuộc sống của mình. Thích nghi tốt ha. Dạ đúng rồi. Còn về ưu điểm của em, cái thứ khuyết điểm của em á là em rất là mất ước. Với lại một phần là cũng hơi nóng tính. Nhõng nhẽo không? Có. Nhõng nhẽo nên dễ mất ước đó. Em có nào nhõng nhẽo quá em nóng tính em la đâu em trai? Dạ. Ví dụ có ai nhõng nhẽo quá em nóng tính em la không cho nhõng nhẽo không? Dạ không, chưa không. Có. Nhõng nhẽo dễ thương mà. Dạ. Bên đây có gia đình rồi, chia tay rồi, có đứa con trai 7 tuổi, nhà gái thấy sao nè?
Nhà gái có thấy ngại không? Nói chung em cũng đổ vỡ, cũng gia đình rồi, cũng có hai đứa, con một gái một trai. Con em gái của năm nay cũng được 13 tuổi. Hết hồn. Hết hồn được ba mấy tuổi. Giờ cuối rồi mà cô làm hết hồn, tỉnh ngủ luôn á. Con trai của em thì được 9 tuổi. Hiện tại hai con em sống với em và em sống với mẹ ở nhà ở quận 12. À, rồi. Rồi bên đây thì cũng hoàn cảnh tương tự thôi. Ở quận 2 là cũng thành phố Thủ Đức đó hả? Dạ không anh, ở gần Tân Bình đó anh. Là quận 12 chứ? Quận 12 anh. Dạ. Rồi em gái làm gì quên rồi? Dạ em làm kế toán công ty dược anh ạ. À. Kế toán hả? Dạ. Rồi được có đủ lo cho hai đứa nhỏ không em? Dạ nói chung cũng tạm ổn. Tạm ổn. Bên đây có đứa con trai còn đỡ. Chứ thật ra thân phận phụ nữ mà phải lo cho hai đứa con là cũng khó khăn lắm á. Dạ. Ừ. Lý do sao mà có hai đứa con chia tay em? Lấy chồng mấy năm mà chia tay em? Em sống được 13 năm. 13 năm? Dạ. Em ham vui sớm anh ạ. Cuộc hôn nhân cũng dài đó. 24 tuổi là em ở với anh ấy và có con. Nói chung là cái tình trường của em nó nhiều lâm ly bi đá. Em lúc đầu em quen ảnh là gia đình em không có đồng ý. Do ảnh cũng có một đời vợ rồi và đứa con. Em thì lúc đó là còn gái mới lớn. Nhưng mà em cãi gia đình, em quen ảnh. Thì em có bé lớn đó thì gia đình mới cho em về. Rồi xong ở cũng nói chung là trong cái quá trình ở thì cũng hạnh phúc, mười mấy năm cũng hạnh phúc. Nhưng mà tới cái lúc cách đây gần 2 năm thì có một biến cố là ảnh cũng có cái người đó, người khác. Rồi ảnh bỏ đi. Rồi thế là em ở vậy em nuôi con. Thôi, coi như là số phận của mình nó nghiệt ngã vậy ha. Dạ. Em cười vậy là anh thấy vui rồi đó. Bởi những cái gì trôi qua nó cho nó qua đi. Dạ. Mình cười để đón nhận những cái tương lai tốt đẹp đang chờ mình ha. Dạ. Như thế nó phong thủy tốt. Chứ lúc nào cũng buồn buồn rầu rầu hoài nó cũng mệt mỏi lắm. Dạ, đúng. Bây giờ em mong muốn một người chồng tương lai của em như thế nào nè? Nói về người chồng thì em cũng chưa có xác định là ấy, như là cần một người chung là mình hiện tại một mình em mà nuôi hai đứa con thì nói chung cũng vất vả thật. Mình cần một người đàn ông hiểu và đồng cảm được cái cuộc sống của mình, thương mình như thương hai đứa con của mình và biết lo cho gia đình, đặc biệt là chung thủy. Anh nghe câu chuyện bạn em thấy sao? Nghe cũng buồn cho bạn gái đó. Buồn cho bạn gái. Dạ, dạ. Thật ra phụ nữ đáng thương lắm. Dạ. Sau những cuộc tình đổ vỡ, sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ là người gánh chịu hết. Dạ. Phụ nữ là người khổ nhất, vất vả nhất, không chỉ có buồn về mặt tinh thần, về đủ thứ hết trơn. Bây giờ mà cô ấy còn cười được thì thật là hạnh phúc rồi đó. Chứ những người trải qua những cuộc tình sóng gió như vậy rồi, người ta chai sạn luôn, người ta cũng không cười, người ta cũng không khóc nổi nữa. Thật đáng thương những cái số phận như vậy đó. Cô cười mà mình bị sốc ruột á. Đúng rồi. Thôi qua thăm nhà trai tí nào. Đó, nhà trai tôi nhà trai. Có cậu con trai 7 tuổi. Yeah. Nhưng làm ăn cũng được. Đất đai mùa này bán cũng khá. Gần Tết thành phố Thủ Đức bán cũng nhiều. Một tháng bán được mấy dự án. Yeah. Gì dự án? Bán mấy miếng thôi chứ bán dự án thì mệt à. Không, tức là trong cái dự án đó thì bán mấy căn đồ này mấy miếng. Tại hỏi lộn thôi. Cũng lê ra chị. Tại em bán đa số nhà dân rồi mấy khu đất rồi dân tự kêu bán. Yeah. Bán có giấy tờ không? Dạ có. Không giấy tờ mệt á. Tự nhiên đi lên trường hình nó phải bán mấy giấy tờ. Dạ. Hỏi gì bán đất, bán giấy tài đó. Đúng rồi, cũng có anh. Thấy chưa? Cũng có thấy chưa? Nhưng mà em không làm như bên đó. Dạ. Bán giấy tài cũng có. Không chứng minh bằng anh. Đó. Dạ. Rồi bây giờ chàng trai của chúng ta muốn có một người phụ nữ như thế nào nè? Nói chung là phụ nữ biết quan tâm, chia sẻ và lại tôn trọng người chồng của mình. Dạ. Wow. Anh thấy hai người này cũng đã trải qua mối tình rồi, trải qua những cái giông bão cuộc sống rồi. Anh nghĩ hai người gặp nhau thì sẽ dễ quyết định đúng hơn. Đúng rồi. Chứ bây giờ hỏi thì nhu cầu của đúng họ rồi. Cũng chỉ có nhiêu đó. Cũng có nhiêu đó thôi. Quan trọng là họ tìm hiểu nhau như thế nào.
Em gái đi với ai em gái? Dạ em đi với ba thím và một cô em. Ba thím và một cô luôn hả? Trời, người nhà. Dạ chào nhà gái. Dạ em chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Và bạn ở đây và cùng các khán giả trong trường quay. Em tên là Hồ Thị Xuân Thu, là cô ruột của Diễm Chinh. Thì hôm nay em tới đây là cũng muốn tìm hiểu để cho cháu em để tìm một người bạn đời. Thì cháu em thì nó cũng gãy gánh một mình nuôi hai con. Nhưng mà được cái là tính nó rất là trẻ trung, sôi động, những lúc là nó nhiều lúc những cái đó mà nó sẽ làm quên đi những nỗi buồn của nó. Đó nên em đến đây thì cũng muốn tạo điều kiện để cho hai bạn tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì hai bạn tiến đến hôn nhân, đó là tùy để bạn để cháu mình tìm hiểu, nếu mà được thì càng tốt. Và cũng muốn người bạn này cũng là một chỗ dựa cho cháu của mình. Xin cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với em. Dạ, em đi với em trai. Xin chào chú Quyền Linh, chị Lan. Chào chị, mấy cô. Chào toàn thể những người có mặt ở đây. Em là em của anh Hoàng. Em ruột luôn hả cưng? Dạ. Dạ không, em bà con thôi. Dạ. Hôm nay em đến đây thì nói chung là anh em thì đến đây là muốn tìm một nửa về sau để nương tựa nhau. Nương tựa nhau. Với lại thôi nói chung em cũng không biết nói gì nhiều. Anh Hoàng cũng hiền không? Ừ, anh Hoàng người sao? Anh thì anh hiền lắm chị. Anh có bồ không? Dạ. Anh có bồ không? Dạ không à. Nói thiệt chung không? Dạ thiệt không? Dạ thiệt, anh không có bồ. Có bạn gái không? Đúng không? Dạ có bạn gái chứ không có bồ. Có bạn gái nhưng không có bồ. Nói thiệt á. Dạ, lúc trước có gì thiệt hả? Lúc trước giờ hết quen rồi. Dạ không, nói chứ em cũng giỡn cho vui thôi chứ anh em thì nói chung tính ảnh thì cũng hiền. Cũng hòa đồng vui vẻ lắm. Thì nói chung thì chị với anh em thì nói chung có quen được hay không thì nói chung là do hai người thôi. Chứ em thì em cũng còn nhỏ, em cũng không dám gì nói gì nhiều. Em thấy cô gái bên kia dễ thương không? Dạ, dễ thương. Dễ thương. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Ta-da. Tôi thích cái này ghê. Tôi thích ghê vậy. Đi theo cố vấn gì mà kỳ quá. Thật ra... Đúng quá chị. Về coi như cắt cà phê nó sáng mai nó nói có bồ nhiều quá. Dạ đúng rồi, em cắt hết luôn. Nè cô gái bên kia thật ra nhìn không phải không biết có hai con đâu nha, rất là xinh luôn. Dạ. Tự tin và nụ cười ấy quyến rũ lắm đó nha em trai. Bây giờ thôi hai bạn, anh nghĩ rằng hai bạn đủ để nhìn để quyết định. Mình mở rào đi cho hai người gặp mặt đi. Ca này thành hay bại là do hai bạn chứ không phải là do chúng tôi. Đúng rồi. Đổ trách nhiệm liền đi ghê không? Bây giờ thì mở rào. Rồi mời nhà trai. Lần tiên gặp em là dạ, có đi qua. Anh đi cầm em. Hai người cười tươi lắm nha. Hai người này cười tươi lắm á. Ông kia tự nhiên nhận quà xong cái bỏ nước đi, nước đi liền luôn vậy đó. Đây chị cầm hai cho. Dạ cảm ơn chị. Rồi hai bạn nói chuyện với nhau, chia sẻ về cảm nhận khi mà mở rào ra, hai bạn nhìn nhau rồi như thế nào. Dạ. Cảm giác ra sao? Giới thiệu đất này chị coi. Bạn gái còn trẻ. Em hiện tại sống chung gia đình. Dạ em ở với mẹ với lại hai đứa con và dạ. Em trai út của em. Anh cũng vậy, anh cũng ở với ba mẹ là em chú. Dạ. Trai anh thì từng về anh 2 ngày thôi, đa số ở với mẹ. À. Tại mẹ nhận luôn. Lâu lâu về chơi với anh thôi. Một tuần anh cũng đón về đó. À, dạ. Đón về 2 ngày. Em có thích quen người có gia đình không? Em có gia đình rồi, em cũng đã vỡ vỡ rồi, mình không có kén chọn với vấn đề đó. Quan trọng là cả hai cùng hợp với nhau và đồng cảm được cái cuộc sống của nhau. À, okay.
thì chia sẻ được những gì trong cái bước, những cái con đường còn lại thì mới bền được. Chứ còn mà về cái có gia đình hay không là mình đâu có lựa chọn được vấn đề đó. Duyên mà. Nãy em làm kế toán công ty dược không ta? Dạ đúng rồi. À, ngay quận 12 đúng không em? Em làm ở ngay Cộng Hòa Tân Bình đó. À đây là ngay Tân Bình. Em có nhận xét gì anh không? Dạ nói chung là một nhìn không thể nào mà đánh giá con người mà một phút, một giây được. Vấn đề là mình phải có cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu hay không. Đúng rồi. Với cái đợt thời gian. Tại chương trình thời gian nó có hạn không? Dạ đúng rồi. Không có hạn đâu, em nói chuyện tới sáng luôn đi. Anh ngồi tới sáng, em nói tới sáng luôn. Ừ nói đi. Thoải mái, không có hạn. Tụi tôi giờ rảnh lắm rồi, không có áp lực về số nữa. Nói thoải mái đi. Em sợ anh chị mệt thôi. Mệt thì ngồi nghỉ thôi, không có sao. Bạn nói hồi tôi đi ngủ cũng được, sao đâu. Nói thoải mái cho tới sáng luôn đó. Nói sao mà hiểu nhau thôi. Không có hạn gì đây hết trơn á. Nói chung là mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Vô kết thúc nhanh vậy. Hỏi em thích gì nè, mong muốn gì? Em thích được đi chơi này nọ, đi phượt, đi đồ. Nói chung mình thích là một chuyện, nhưng mà vấn đề mà về điều kiện hay không mình không có. Tại một mình em hai đứa nhỏ. Thì sau này ví dụ như một gia đình thì nó khác. Một gia đình mình tạo điều kiện cả gia đình đi chơi thì nó sẽ khác. Cuối tuần thì đúng rồi, chứ còn một mình em với hai đứa nhỏ là giống như là cuộc sống nó như nó không có thời gian. Yeah. Nó cứ tất bật vậy, nhiều khi không có thời gian để nói chuyện nhiều với con nữa. Bận suốt hay không? Dạ đúng. Bất bảo hòn sao đó. Dạ. Hẹn hò sao mình bàn đi. Qua Tân Bình mấy lần gì đó. Thì nói chung là sau chương trình này nếu mà có dịp hai người bấm nút chung thì em sẽ hẹn con gái đi cà phê hay là đi chơi nọ để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Em có gì muốn nói, muốn hỏi anh không? Nói chung giờ nó cũng gấp quá, em cũng không biết hỏi gì. Nói chung là giờ mình phải có thời gian mình tìm hiểu thôi. Bây giờ mỗi bên nói cho nhau nghe về quan điểm hôn nhân gia đình. Mình đang suy nghĩ bây giờ mình có con rồi nè, về chung sống với nhau như thế nào đó. Nói rõ cái quan điểm của mình cho nhau biết đi. Thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ là anh muốn người vợ sau này biết quan tâm gia đình, biết chia sẻ, biết tôn trọng chồng mình ở bất cứ mọi nơi vậy em. Quan điểm của anh là vậy. Thì cái đó là em cũng đã trải qua cái cuộc sống gia đình mười mấy năm. Và sau cái cuộc đổ vỡ mình cũng đã rút được một cái ngộ, được một nhiều vấn đề rồi. Thì mình phải biết mình nên làm gì để giữ vững, giữ cái nền tảng gia đình của mình sau này. Còn về mà vấn đề mà sau này ví dụ như con anh con em thì em không biết là về sống chung thì như thế nào, để đó là chuyện, đó là chuyện tương lai mình không có nói trước được. Anh nói chung là nếu mà một khi thương anh thì chấp nhận thương con anh. Vậy anh cũng vậy thôi, anh một khi anh chấp nhận thương em thì anh sẽ thương con em nha. Dạ. Anh cũng không có quan điểm gì con anh con em. Ví dụ giờ hai người hiểu nhau là yêu nhau, mình sống ở đâu, quận 12 hay là quận 2 hay mua nhà quận 9 ví dụ chẳng hạn. Sau này nếu mà có thành đôi em thích ở quận 12 hay quận Thủ Đức? Là ở chung với mẹ, ba mẹ hả? Ý là nếu mà mình ra mua đất, xây nhà riêng á. Anh mua ở quận 12 hay Thủ Đức? Anh mua thì em ở chứ em có điều kiện. Không, ý anh nói là em mua hết ở bên em hay là bên anh á? Ở gần nhà anh á. Ở đâu cũng được, miễn sao có nhà, một cái gia đình, mái ấm gia đình là ok rồi. Ok. Được không? Hồn quá hả? Dạ. Hồn quá hả? Anh mua thì em ở đâu cũng được. Trời ơi. Ủa đâu có gì khôn đâu? Không, cái đó là trả lời rất là khéo luôn, rất là dễ thương mà. Có đàn ông phải mua nhà cho người ta ở chứ. Không, em đúng thực không? Tế, em thực tế. Thế mà. Dạ, đó là rõ ràng. Ông mua bán đất ngày, ông bán mua bán mấy miếng mà. Không, mua nhiều khi năm dư được miếng 2 miếng. Trời ơi. Năm dư được miếng 2 miếng hả? Dạ. Vậy là ngon rồi. Năm dư miếng hai miếng được rồi đó. Nói chung là mình chia phần trăm á, người này gửi người kia bán vậy đó. Biết đâu từ đây tới Tết được mấy căn luôn á. Dạ, cũng hy vọng nha. Bây giờ đó, bây giờ mình trao đổi chút xíu nữa đi, vấn đề nhạy cảm nè. Dạ. Ví dụ như hai em đến với nhau thì có muốn có thêm có con nữa không?
nên em nghĩ là nếu mà tới nhau đến nhau thì chắc em không muốn có con nữa. Dạ thì anh nghĩ vậy em cũng cảm ơn, vì em cũng chia sẻ luôn một cái vấn đề là khi em sinh thằng nhỏ thì bác sĩ có nói em là thắt để triệt sản, để tại vì em cũng có đứa con gái đứa con trai rồi mà em mổ hai lần, cho nên là cái vấn đề mà sinh nở cũng sợ em mệt á, bác kêu là thôi thắt đi, thì nào muốn thì muốn đẻ nữa thì mở ra. Thì đó, thì cái quan điểm của em là nếu anh không có nhu cầu đó thì em cũng cảm ơn. Thì theo anh tìm hiểu thì nếu mà sinh mổ thì sinh được ba lần. Dạ đúng rồi, nhưng mà vì mổ thì em muốn đẻ nữa thì em mở ra thôi. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là con mình nó cũng lớn hết rồi, tập trung mình lo cho con rồi đi làm được lo cuộc sống sau này thôi. Em nãy nó đứa lớn như đứa lớn em năm nay học lớp 8, gái học lớp 8, con trai học lớp 4. Mình lo hai đứa cũng vất vả hả? Dạ, mà con em nó ngoan lắm, em an tâm em. Chẳng khác gì con em nó quậy gì đâu. Anh phải chăm nó tối ngày luôn, mỗi lần về nhà là la nó bệt luôn á. Thì con nít mà nó năng động, nó cái tính nó tăng động. Dạ. Quậy lắm, nó dạng như bị tăng động á. Dạ. Rồi bây giờ em trai đứng lên biểu diễn bài hát nào cho bạn gái coi cái nè. Em cũng quá, em chả biết hát cái gì. Rồi nó hát đại cái gì đi. Cái gì đó. Đứng lên mình tiến tới, mình nắm tay bạn gái, mình lấy tinh thần là mình biết mình hát bài gì liền. Tôi làm thiệt luôn hả? em nên dừng lại bài hát, em nên dừng lại của dạ. Khang Việt. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, buồn phiền làm chi dối trá, sáng cũng buồn tối em đau đêm về lại khóc. Sao em không nhìn về tương lai, hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao đừng với những đó hoa hồng là lời. Cảm ơn. Ngược lại nào, em gái hát đi. Em á, em cho em đọc thơ đi, em được, hát đọc thơ cho anh nghe. Em hát là bỏ chạy hết luôn. Ok. Tóc em màu đen, tim em màu đỏ, anh nhích lại gần nhỏ. Em hỏi nhỏ, anh có thích em không? Có. Hey, dễ thương lắm. Bây giờ thế này. Dạ. Yeah. Này. Đứng quay mặt với nhau nào. Đây dạ. Hai kia đây. Hai người nãy giờ nói chuyện với nhau rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau. Đấy. Anh có yêu em không là chỗ đó đó. Anh nhìn sâu sâu nha, tại vì có mất có cái vợ ve chai. Ok, anh biết. Nhìn sâu vào mắt cô ấy. Dạ. Nãy giờ sau cuộc nói chuyện rồi đó, em trai cảm nhận gì về người đối diện với em? Nói chung là em gái cũng hoạt bát, cũng nhiều tính. Xinh đó. Dạ, cũng xinh. Nói chung là nếu mà mình bấm nút thì mình sẽ cho nhau thời gian để hẹn hò và tìm hiểu nhau thêm. Dạ rồi. Dạ. Em cảm nhận gì về người con trai đối diện với em? Anh rung quá. Tại lần đầu tiên em quay chương trình em rung. Đâu có ai quay lần thứ hai đâu. Rung có hồi hộp với gì? Dạ. Tim có rung không? Em hồi xưa bệnh tim mà em mổ rồi. Người ta hỏi là trái tim có rung động có rung không? Cứ... Dạ rung. Rung đúng không? Dạ, dạ. Thật ra thế này, chúng ta đều trải qua những cái số phận không may mắn trong hạnh phúc rồi. Dạ. Không có ai có thể giữ vững được hạnh phúc cả. Đôi khi cái số mệnh nó như vậy rồi. Mình đành phải chịu thôi. Bây giờ thì hai người cũng đã hiểu được cái nỗi đau của cái chuyện ly hôn rồi. Thành ra mình cố gắng làm sao nếu mình cho nhau cơ hội được thì mình hãy cho nhau cơ hội. Biết đâu chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, chia sẻ với nhau. Thật ra con giờ mỗi bên cũng lớn rồi. Mình lo làm ăn, rồi mình yêu thương nhau, mình chăm sóc mấy đứa nhỏ như vậy cũng tuyệt vời lắm rồi. Ha? Nếu có điều kiện thì mình cũng nên sinh, còn không có thì thôi. Yeah. Nhiêu đó cũng đủ lắm rồi.
anh rất thích, nãy em nói là em cũng không muốn sinh nữa. Bên đây cũng đầy đủ trai gái, bên đây có rồi. Miễn sao mình lo cho con nó lớn lên, nó học hành tốt là được rồi. Dạ. Quan trọng là hai người yêu thương nhau, cùng nắm tay nhau đi du lịch để có thể quên đi tất cả những cái nỗi đau trong cuộc sống. Đúng rồi, nãy em cũng mới nói bạn gái là lâu mình thỉnh thoảng mình đi du lịch cho anh. Đúng rồi, dạ. Đó. Ha. Nếu mà bán đất được thì để Tết mua miếng đất, xong rồi cất nhà rủ cổ lên, dạ. Làm cái đám cưới nho nhỏ thôi. Nếu chúng ta tìm hiểu mà yêu nhau thật sự nha. Dạ. Rồi, bây giờ anh đã phân tích hết, mình về chỗ ngồi đi các bạn. Hai bạn về chỗ. Thật ra các bạn thì... Đưa tay đi, chị Lan hỗ trợ. Chúng tôi không biết nói gì cả. Quan trọng là các bạn có rung động hay không thôi. Để tay mình rút bấm đi. Bây giờ quan trọng là mình có rung động hay không thôi. Còn tất cả mọi thứ, tôi nghĩ rằng các bạn đủ để quyết định điều đó. Bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta có thể hẹn hò với nhau để tiến xa hơn. Còn không thích thì không cần bấm các bạn nha. Dạ, dạ. Chúng ta đừng dối lòng mình. Hãy sống thật với trái tim của mình ngay trong lúc này. Chúng ta đừng bấm vì bất cứ điều gì cả. Đừng làm người khác hiểu lầm cái bấm nút của mình. Tôi muốn rằng các bạn phải bấm bằng trái tim của mình nha các bạn. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi. Được không? Dạ. Được không? Dạ được. Hả? Hay lạnh lạnh. Lạnh lạnh hả? Thật ra cô gái... Tại em ấm lắm á. Cô gái xinh đó. Mà em cũng dễ thương nữa. Có lẽ... Bạn này cái tinh tâm hồn của trẻ rồi. Lắm. Người tâm hồn các bạn trẻ lắm. Không ai biết các bạn hai đứa cộng lại có ba đứa con đâu. Các bạn rất là trẻ trung. Các bạn nhiều năng lượng lắm. Anh nghĩ rằng là thôi, có lẽ mình không may mắn trong hạnh phúc. Thì mình cố gắng bù đắp cho cái lần gặp gỡ này. Để đem đến hạnh phúc nhiều hơn cho mình. Để bù đắp tất cả những gì đã thiệt thòi trong cuộc sống này. Dạ, cảm ơn. Nha. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên nào. Ngôn ngại quá. Trời đất ơi trời, một lửa bên đó, một lửa bên đây, hai lửa rồi mà ngại. Nhưng mà em chưa hôn bạn gái trước mặt mọi người không? Thì giờ hôn. Hôn đây. Nói nha. Dạ, dạ. Về bán đất chứ không ai khác cho xây nhà. Dạ, dạ, okay. Mời người ta về ở nha. Dạ, dạ. Được không? Được không mấy chị? Ha. Rồi, chúc các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ, dạ.